Xin chào toàn thể các bạn nhé. Kênh của mình là kênh bất động sản thành thất các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ lại test thử mồi câu các bạn nhé. Và bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn bài mồi câu chuyên chấm chép các bạn nhé. Mình làm bài mồi câu chuyên chấm chép nha. Và bây giờ mình xin giới thiệu các bạn các loại nguyên liệu để mà làm một ổ mồi câu thì có những cái gì nhá. Và bây giờ mình các bạn chú ý theo dõi nhé.